chủ đề tuổi nhỏ là việc nhỏ xây dựng thành phố anh hùng. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, một năm học đã trôi qua, một mùa hè được khép lại với bao sắc màu vui tươi rộn rã của tuổi thơ. Hòa với không khí đó, hôm nay được sự thống nhất của đảng bộ cùng và đảng bộ khu phố 4 và ban chỉ đạo hè phường 13, ban tổ chức hè khu phố 4 tổ chức một đêm văn nghệ cây nhà lá vườn để bế mạc hè. Đó là lý do chính thức của buổi lễ ngày hôm nay. Về phía đảng ủy và ban điều hành khu phố 4, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Lộc, bí thư đảng ủy khu phố 4, khu phố trưởng, và các đại ủy là và các đại biểu là đồng chí là đảng ủy viên đảng bộ khu phố 4. Bên cạnh đó, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và giới thiệu các đồng chí là đại diện năm cấp ủy, chi bộ, ban ngành, đoàn thể khu phố 4 và đông đảo các bậc phụ huynh và các cháu thiếu nhi nhi đồng của khu phố 4. Tiếp theo chương trình sau đây là đêm văn nghệ. Tiết mục đầu tiên tót ca của các bạn khu phố 4 biểu diễn bài Mưa Hè. Mưa hè về cùng yên nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thế gian.
do bạn Linh Thảo và Hữu Đạt trình bày. Sau đây là bài đơn ca Mẹ Yêu Con do bạn Hữu Đạt trình bày. Mình sẽ hát chung với lại một người bạn của mình nữa.
Hai mang tên lá cờ. Tôi đã lên khi đất nước không còn chia bắt nam, không biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi đã lên khi than thân không còn lo chưa lên, không biết bỏ bỏ là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của mẹ.
đề nghị các bạn cho một tràng vỗ tay. Tiếp theo chương trình, các bạn nào có muốn lên hát nữa không? Bạn nào muốn lên hát thì đăng ký cho chị nha. Chương trình sẽ là đội văn nghệ của khu phố 4 biểu diễn. Bài đầu tiên xin được phép do anh Đức Tiến trình bày, đó là bài Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Lấp lánh trong trời xa, nhìn biên giới xanh vàng, sương long lanh cành lá. Từ nơi em vươn núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ thương, ngồi yên giúp quân chúng tôi hoàn thành. Dù cây lá bao giờ rơi, còn hơn tôi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng, trùng rơi hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quên giữ gìn, chúng con luôn bên mẹ, ngày đêm vững bước theo tận cùng. Chúa mạnh mẽ vì quê hương, vì tha điều thơ.
các chú, các cháu một bài, đó là bài phép lạ hàng ngày. Chiến sĩ ta dầm mưa dài.
Sang người tiếng ba hồn
có mời chị Hồng Trinh ạ. Về những chiến công anh bộ đội tự hào.
4 trình bày. Đây Văn Nghệ xin tạm dừng. Bây giờ sẽ chuyển sang chương trình bế mạc. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Văn Hoàng, trưởng ban tổ chức hè khu phố lên báo cáo kết quả hoạt động hè của năm 2015. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí đại diện năm cấp ủy chi bộ, kính thưa đồng chí Nguyễn Kim Lộc bí thư đảng ủy khu phố 4, kính thưa các đồng chí cùng các cháu thiếu niên và nhi đồng, các bậc phụ huynh cùng toàn thể là thiếu niên nhi đồng thân mến, sau một năm mệt mài chăm ngoan học tập, các cháu được một mùa hè vui chơi chuẩn bị bước vào những năm học mới. Ban tổ chức hè khu phố 4 được thành lập theo một sân chơi đã hoạt động hơn 6 tuần, có nhiều những nội dung phong phú với chủ đề tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xây dựng thành phố anh hùng, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống ghép vào sinh hoạt hè sau một tuần 3 buổi 24/6 để giúp các em tìm hiểu thêm về truyền thống lịch sử dân tộc, biết vâng lời cha mẹ, tham gia công việc tuổi nhỏ làm việc nhỏ trong gia đình và chăm chỉ ôn luyện bài vở, tập luyện thể thao, ca múa hát, tham gia các ngày chủ nhật xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị và học tập theo lời Bác. Ngoài sáng kiến trên, ban tổ chức hè còn nhiều các tiết mục tập luyện để thi cử ở cấp phường, cấp quận đạt được những thành tích đáng khen, được như vậy 3 giải nhất về ca múa hát và 1 giải về thể lực. Và tới đây, ban tổ chức hè, ban chỉ đạo hè phường 13 có một chuyến đi du lịch dã ngoại. Trong khu phố được 18 cháu là các cháu có tiêu biểu và biểu dương tinh thần trách nhiệm xây dựng khu phố, đi thi cử đều được những thành tích mang về đáng khen ngợi. Và tặng thưởng các cháu tập thể 13 tổ dân phố, và trong khi đó tặng thưởng học sinh giỏi của toàn khu phố bằng 280 suất học bổng học sinh giỏi. Và được ban tổ chức hè tặng thưởng mỗi cháu một phần quà trị giá bằng 5 cuốn tập. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các cháu thiếu niên và nhi đồng, những tinh thần trên và những cơ sở vật chất của ban tổ chức hè, chúng tôi đã xin cảm ơn các đồng chí trong ban đảng ủy khu phố 13 tổ dân phố, các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm không quản ngại đóng góp ủng hộ về vật chất và tinh thần, tiền bạc để xây dựng một mùa hè thành công như mong đợi. Thay mặt ban tổ chức hè, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các anh chị và các cháu một năm học, bước vào một năm học nhiều tương lai và hứa hẹn. Xin trân trọng cảm ơn. Hè khu phố đã giành được rất nhiều giải thưởng, đặc biệt là khu phố có 280 cháu là học sinh cấp 1, cấp 2, có học lực khá giỏi. Sau đây tôi xin mời 13 cháu đại diện 13 tổ dân phố lên nhận phần thưởng của ban tổ chức hè khu phố. Xin mời các cháu lên. Bộ phận khu phố 4, khu phố trưởng lên tặng phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi của khu phố. Ban tổ chức xin báo cáo là tặng học sinh giỏi là 13 cháu, nên là tặng tượng trưng
Sau đây là xin mời tất cả các đồng chí tổ trưởng tổ khóa đã gặp trì lệ để là nhận phần thưởng để đem về phát cho các cháu. Đây là 13 cháu lên nhận phần tượng trưng để chụp hình. Cái này là cái không nha. Rồi, được chưa? Cái được rồi.